Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bê Quý Thanh. Mình là Ốc đây. Hai video vừa rồi mình không có tham gia được bởi vì mình bận ngủ các bạn ạ. Mình thức dậy là tự nhiên thấy Bê Quý Thanh quay video xong rồi, không hiểu kiểu gì. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, đây chính là hacker ngáo ngờ nhất hành tinh. Bờ cái gì? Trêu các bạn tí thôi ấy. Các bạn tưởng hacker thán gì, làm gì có hacker ở đây. Chỉ có anh Bê Quý Thanh đẹp trai nhất hành tinh thôi. Và đây là một bạn mèo mới của bọn mình các bạn ạ. Bạn ấy tên là Dơm. Dơm chào các bạn. Hello. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tựa game Poppy Playtime. Thôi không nói nhiều nữa, chúng ta vào video luôn nhá. Ôi không nói nhiều nữa, nói nhiều các bạn anh không biết điều. Bây giờ anh vào chơi game luôn nhá. Chúng ta sẽ đi lấy cái bàn tay màu xanh để gặp được cái con quái vật ngày hôm nay. Các bạn đoán xem con hôm nay là cái con gì đi. Và trước khi xem tiếp video thì các bạn nhớ ấn nút like video, ấn đăng ký kênh và đừng quên bỏ qua quảng cáo. Và đừng quên không bỏ qua quảng cáo nha các bạn. Bởi vì là các bạn biết gì không, bạn Dơm nhà mình là ăn khoai sống qua ngày các bạn ạ. Nên là các bạn hãy đăng ký kênh và đừng và xem quảng cáo để cho bạn Dơm có ba tê ăn nha các bạn. Ok, thank you Vitamil. Dơm xin thank you các bạn. Ui, chúng ta đã có được bàn tay màu xanh. Ui, có bàn tay màu xanh rồi Dơm. Dơm ơi, có bàn tay màu xanh rồi. Nhìn vào kia. Nó như kiểu không quan tâm ấy các bạn. Thôi kệ đi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thật nhanh. Khi mà có bàn tay màu xanh, chúng ta sẽ đặt bàn tay vào đây. Và ba la cánh cửa mở ra, các bạn sẽ thấy con quái vật ngày hôm nay nó rất là đặc biệt luôn. Các bạn ơi, mình mới làm một cái kênh TikTok chơi vui vui. Các bạn nhớ qua đó follow ủng hộ mình nhé. Các bạn có thể tìm trên TikTok với từ khóa 96 thành BQ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Em cảm ơn anh ạ. Ôi dồi ôi, anh ơi. Ủa alo, quái vật đâu? Nghe thấy, em không nhìn thấy hả ốc? Ủa đây mà là quái vật gì? Đây là con tàu, đây cái đầu tàu mà. Đúng rồi, đây chính là tàu Thomas. Nó xuất hiện ở trong những bộ phim hoạt hình đấy. Nhưng mà hôm nay nó đã xuất hiện trong Poppy Playtime và nó biến thành quái vật. Em không biết à, con tàu này nó còn có video biến thành quái vật đó. Kinh dị thật sự luôn ấy. Tí phát cho các bạn xem nhá. Ô, Tôm ơi, đây là tàu Thomas rất thích ăn tát. Ăn tát đâu, nó ăn thịt mình thì có ấy. Đấy, một con tàu hôm nay truy đuổi mình. Thì không biết nó như thế nào nhỉ các bạn nhỉ. Mọi hôm đều là những cái con quái vật gần giống như hình dạng của người. Nhưng mà hôm nay hẳn một con tàu đuổi mình luôn các bạn. Không biết là kiểu gì. Rồi, xem bên trong tàu có gì không. Ôi, chả có cái gì cả các bạn. Đây chỉ là cái đầu tàu thôi. Còn bình thường là toa tàu mới là toa chở đồ mà. Rồi, bây giờ con tàu này bé quá. Anh sẽ phóng to nó cho các bạn xem nhá. Tàu nó phải to đúng không các bạn. Tàu gì bé như cái mắt muỗi này. Nào, con tàu to lên. Con tàu to quá Dơm ơi, con tàu quá là to luôn. Rồi, chưa to lắm, phải to hơn nữa các bạn. Đấy, nó phải như này, nó mới uy tín này. Wow, nhìn thế này mới giống quái vật chứ. Nãy bé tí em chả nhìn thấy gì, cứ tưởng là đồ chơi. Nó lại bé như kiểu đồ chơi nhỉ các bạn nhỉ. Nhưng bây giờ nó to rồi. Với cái đầu này nó đủ sức để ăn thịt mình rồi. Này, mình đứng này. Đấy, đứng dưới cằm nó thôi, không có đứng cao được hơn nó đâu. Rồi xem xung quanh nào. Vẫn là mấy con búp bê Hooky ở trong cái hộp này, không phải là con tàu Thomas các bạn ạ. Rồi thôi kệ đi, chúng ta tiếp tục đặt bàn tay màu xanh vào đây. Và sẽ có một cái chìa khóa lơ lửng ở trên kia, chúng ta sẽ lấy chìa khóa. Bình thường thì sẽ là con quái vật giơ tay lên, nhưng mà bởi vì tàu nó không có tay các bạn ạ, nên nó không giơ cái gì lên cả. Đúng rồi. Rồi, anh sẽ vào đây sửa điện nhá. Các bạn chuẩn bị nhìn nhá, con tàu sẽ biến mất này. Con tàu biến mất này, Dơm ơi. Ấy. Nó biến mất rồi các bạn ạ. Kinh chưa. Mà tàu đi thường phải có âm thanh xình xịch. Mà con này đi im re các bạn, không nghe tiếng gì luôn. Chắc là nó bay đấy. Rồi, xem nó ở bên trong này, xem nó có thò tay ra không nhá. Vì tàu hôm nay không có tay. Mà mọi hôm các con quái vật đều thò tay dụ mình đi vào, xem nào. Bàn tay của Hooky. Ảo thật đấy. Hôm nay mình đối đầu với tàu Thomas để có bàn tay Hooky thế nào. Rồi, để anh dịch chuyển ra xem có phải Hooky không. Ui. Ồ, là Hooky thật các bạn ạ. Ui, Hooky ơi. Rõ ràng là tao đối đầu với tàu Thomas, sao mày lại xuất hiện ở đây. Đấy, khuôn mặt cực kỳ kinh dị. Nhìn đi Dơm, kinh lắm Dơm ạ. Dơm nhìn không chớp mắt luôn. Không cảm xúc các bạn. Kinh chưa. Vẫn là Hooky nha các bạn, không phải là tàu Thomas.
Thôi mình cứ đi đến cuối game xem phải gặp tàu Thomas thật không. Đã kiếm đủ mấy cái tụ rồi, bây giờ chúng ta sẽ kéo cánh cửa đây đã. Kéo đi vào. Rồi bây giờ anh sẽ kiểm tra xem có phải là Huggy ở đây không. Vẫn là Huggy các bạn ạ. Đấy, Huggy ló mặt ra để dọa mình đó các bạn. Nhưng mà mình quen rồi, mình không có sợ. Rồi xem bên trong nào. Đây, đây là tư thế nằm của Huggy này các bạn. Chắc các bạn đều biết rồi đúng không? Thôi chúng ta tiếp tục nhé. Anh sẽ vác khẩu súng ra. Huggy này, hôm nào cũng bị bắn cho ngu si ngay, dám dọa mình à. Ui giời ơi, ngày nào em thấy anh cũng bắn cái súng này. Đừng có mà tưởng súng của anh lợi hại, nó hơi bị lợi hại đấy, mỗi tội bắn không chết được thôi. Trời ơi, súng bắn như gãi ngứa con quái vật các bạn. Ít ra còn có súng mà bắn, những người chơi khác làm gì có súng như anh Quy Thành đâu. Bạn bị kinh rồi. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ở đây lấy cái bàn tay màu đỏ nha. Kéo bàn tay ở đây cho ta. Bòm. Đấy, lấy được bàn tay màu đỏ rồi. Ui, cái gì đấy? Áo cái đấy. Bây giờ anh sẽ đặt bàn tay màu đỏ vào đây, tay màu xanh vào đây. Và chúng ta đi nối điện để gặp được con tàu Thomas. Có chắc là gặp được tàu Thomas không? Hay là gặp Huggy? Anh làm chắc chắn là sẽ gặp được tàu Thomas. Còn Huggy xuất hiện hay không thì anh không biết. Nếu như không gặp được tàu Thomas, anh Bình Thành sẽ bị ăn tát. Ok, uy tín luôn. Nối điện này. Nối bao nhiêu lần vẫn trượt. Lỗi kỹ thuật thôi, giả vờ ngu thôi, thực ra ngu thật. Công việc này rất là dễ ốc ạ. Chúng ta là nối điện quá quen rồi. Bùm. Rồi, nhanh chóng nhảy xuống. Bấm nút. Rồi. Tên tên tên. Thưởng đồ chơi hoạt động trở lại. Ui, nhưng mà em để ý rồi, dù là anh có bấm công tắc trước nhưng mà cũng đúng đến khi dòng điện đến cái máy thì nhà mấy cái máy đồ chơi sản xuất này nó mới hoạt động. Thì tất nhiên rồi, phải có điện thì nó mới hoạt động được chứ. Bây giờ kể cả anh bấm nút trước mà chưa có điện thì làm sao mà nó hoạt động được. Em nói cái điều mà ai cũng biết. Rồi bây giờ chúng ta đợi lấy con đồ chơi và mở cánh cửa này ra xem con tàu Thomas nó xuất hiện như nào nhá. Em nghĩ là Huggy. Được rồi, nếu là Huggy anh sẽ đập cho em ngu si được chưa? Được. Ok, uy tín luôn các bạn. Món đồ chơi của chúng ta đã hoàn thành rồi các bạn ạ. Kéo. Và anh đã chuẩn bị ở đây một cái búa rồi. Ốc hay là anh cũng thành đó sai sẽ phải chịu hình phạt cái búa này đập vào đầu cho hết ngầu. Dơm ơi, chúng ta chuẩn bị gặp con quái vật ngày hôm nay rồi. Ở đây để nhìn. Rồi. Đấy. Nhìn cái gì? Tao không phải quái vật đâu. Quái vật trong màn hình ấy. Tàu Thomas xuất hiện. Ôi, cái gì đây? Trời ơi. Ui. Má ơi, nó đi kiểu gì vậy? Tàu bây giờ không lăn bánh nhưng mà tàu nhảy các bạn ạ. Trời ơi, kinh quá các bạn ơi, nó nhảy kìa. Rồi bây giờ xem nó ăn thịt mình kiểu gì đi. Ủa, alo? Không thấy mặt nó các bạn ạ. Chắc vì nó bé quá, mau cho em xem cái mặt nó đi. Huggy à, không phải Huggy thì rồi các bạn ơi, mình đã xử ốc thành công. Cái đội không tin à, làm sao anh làm lại không tới nơi tới chốn được. Chắc chắn là tàu Thomas sẽ xuất hiện. Đâu thì bây giờ tàu Thomas đâu? Đây, đợi tí. Đâu, nó cắn mình kiểu gì? Các bạn ơi, nhìn nó chả thấy nó cắn mình các bạn ạ. Nó cứ như là bình thường nhưng mà mình lại vẫn chết thôi. Nó chỉ có âm thanh là cắn mình thôi. Nhưng mà con này nó không thể chồm đầu cao đi được, nó cắn mình. Mà nó cắn mình thẳng đấy. Nhưng mà vẫn cái hiệu ứng từ trên cao xuống ấy các bạn. Đây, đây là bàn tay của mình này. Bây giờ mình trở lại xem nó ăn thịt mình kiểu gì nhá. Đây. Đó. Nó đâm đầu vào mình. Nó đâm vào mình, mình sẽ hy sinh. Giống như kiểu ngoài các bạn đã đi ngoài đường, cái đoàn tàu đâm vào các bạn thì các bạn sẽ xin là xin vĩnh biệt. Xin là xin vĩnh biệt bê cái thầy. Lần này sẽ vác khẩu súng vào bắn nó ốc ạ. Tàu à. Đấy. Nhìn con này nó nguy hiểm bởi vì nó nhảy các bạn, nó không đi từ từ. Nó cứ nhảy trông kinh hơn đó các bạn. Nhưng mà được cái là nó không có cái mồm há ra dọa mình lúc bị ấy, bị ăn thịt. Nên mình không sợ lắm. Ây à. Nhưng mà vẫn giật mình là sao?
Đấy, tức là nhá, cái khoảng cách từ con tàu đến mình vẫn xa, nhưng mà nó không có đi từ từ mà nó nhảy, nên nó chỉ cần nhảy một phát đến ngay chỗ mình luôn. Anh phải nhanh lên, phải đứng cách xa nó, nếu không nó chỉ nhảy một hai cái là anh hy sinh ngay. Hợp lý, quả lý. Rồi, vác súng vào nhá, lần này xem ngươi tuổi gì mà tấn công ta. Ôi, nó nhảy rất là nhanh luôn các bạn. Ôi, nó nhảy một phát tới mồm mình luôn các bạn. Bắn. Ui, kinh quá. Kể dù anh bắn nhưng mà nó vẫn nhảy đến, nó chẳng bị cản trở gì cả. Ui, nó nhảy một phát nhanh hơn thì sao ấy. Ui. Chỉ là xin vĩnh biệt. Ôi, và chúng ta lại chọn với những cách cũ, với những cái con quái vật khác. Đó chính là đập một cái thùng ở đây, xem nó có bị bắn đi không nha các bạn. Con này nó nhảy thì không biết nó có bị như vậy không. Rồi, nhảy ra đây. Ôi, nó nhảy trồm luôn qua cái hộp các bạn ạ. No, anh bạn ơi, no. Hãy cho nó đứng im đi. Đấy, nó đứng yên rồi ốc ạ. Wow. Hello. Này, em thấy cái bàn tay của mình thấy không? Bây giờ anh chỉ cần bỏ khẩu súng ra là anh sẽ dịch chuyển ra đấy. Ví dụ như anh đứng ở góc này nhá, bây giờ anh sẽ bỏ khẩu súng ra này. Đó, anh sẽ đứng ở chỗ con tàu luôn. Ui. Alo. Ui. Ơ, mình đang đứng ở đâu vậy? Đấy, mình đang đứng ở chỗ này này. À, ừ. Ôi, đứng vào trong con tàu luôn các bạn ạ. Các bạn thấy không? Đây là khoang con tàu này. Rồi bây giờ mình chạy đi xem nào. Ôi, cái gì mà giật ghê này. Ôi, nó bắt mình lên tàu rồi ông ơi. Chết rồi, đưa nhau đi trốn. Ôi này các bạn ơi, nó đẩy mình vào trong này, mình không ra được luôn này. Chết rồi, baby Thành. Cứu tôi với. Cứu. Nào, không đi tàu đâu. Con tàu này nó yêu baby Thành các bạn. Còn mình không ra được luôn các bạn ơi. Ôi chắc lại phải lát lại game rồi. Lại nào các bạn ơi. Tàu Thomas ra đi đồ ngu si. Ủa, tàu Thomas đâu? Ui, nó đi xuyên tường các bạn ạ. Ui. Đấy, nhảy đi rồi. Nhảy đi tăng. Nhảy đi bậy. Lại nào các bạn ơi. Xuất hiện ra đi con tàu ngu si. Rồi. Nào, bay lên nào. Tôi tưởng nó sẽ chổng mông vào Bê Quy Thành nhưng không, lại quay một vòng nữa. Thế là Bê Quy Thành chạm mặt nó bị ăn thịt luôn. Hôm nào cũng bị quái vật ăn thịt kiểu thế. Anh điện thử đi các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái cửa này. Xong tí con quái vật đi ra mình sẽ chui vào đây xem chuyện gì xảy ra nhé các bạn. Lần trước mình đã chui qua cửa bên này rồi. Đấy, xóa cái cửa này đi. Ôi các bạn ơi, sau khi mình xóa cửa xong, bây giờ mà mình nhảy ra ngoài này là mình hy sinh đấy các bạn. Chắc là chỉ có chạy qua cái cửa bên này thôi. Rồi, bây giờ con quái vật ra, mình sẽ chui vào trong cửa bên này nha các bạn. Đấy, chui qua bên này. Đấy. Đẳng cấp không ốc? Đẳng cấp. Rồi. Con tàu Thomas xuất hiện đi. Chui qua bên này. Ui. Ô, nó đẩy Bill Thành ra khỏi map rồi. Rõ ràng mình chui vào cái cửa đấy mà có bức tường, nó đẩy mình xuyên qua bức tường rơi ra khỏi map. Bây giờ mình sẽ tạo một chiến trường rất nhiều những quả bóng ở đây. Đấy, ốc thấy chưa? Anh có thể tạo ra quả bóng trong Poppy Playtime luôn. Đấy, thật là nhiều bóng ở đây. Để xem cái con tàu kia nó có đi ra được không các bạn. Sau một hồi mình đã tạo ra rất nhiều bóng ở đây rồi các bạn ạ. Xem con tàu nó có đi ra được không nhá. Tàu à. Ui, cái gì vậy? Hơi giật các bạn. Ui, nhiều bóng quá đấy. Ui. Nhìn nó như là đang chơi nhà bóng ấy. Ui, cái gì vậy? Nó vướng bóng, nó nhảy loang quăng luôn các bạn. Ôi, loang quăng gì, nó nhảy đến chỗ mình đấy. Làm sao mà nhảy đến chỗ mình? Vướng mấy quả bóng, khó chịu chưa? Ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thoát khỏi nó nha các bạn. Bye bye tàu. Ui. Này, nó có vào được đường hầm không đấy? Có chứ. Ôi, trông kể ra mặt nó cũng kinh nhỉ các bạn nhỉ. Ghê nó phết đấy. Rồi bây giờ chúng ta vào trong đường hầm nữa. Ui, có quả bóng trong này luôn này. Sút. Quả bóng đi vào đây luôn các bạn. Rồi chúng ta chuẩn bị nhìn xem con tàu ở trong đoạn này nó như nào nhé các bạn. Ui nó đi này các bạn. Ui, quay xe. Ui nó đi ra đây luôn. Ui đi ra ngoài map sống mất hút các bạn ạ. Rồi bây giờ mình kiểm tra xem xung quanh đây có thấy có con tàu nào nữa không. Đây có một con này. Ôi giời ơi các bạn ơi.
ảo thật đấy. Một con tàu đứng bên phía ngoài và ở đây có một con nữa. Đấy, chuẩn bị rút vào đường hầm. Hello. Ở bên ngoài thì nó nhảy nhưng vào trong đường hầm thì nó vẫn chạy đi bình thường các bạn ạ. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị gặp nó. Ta có súng rồi, không sợ con tàu đâu. Ui, nó chuẩn bị xuất hiện các bạn. Ui. Đi nhanh thế các bạn, nó có bánh xe mà. Cứ bị đuổi đoạn này là anh cứ bị sợ ốc ạ. Kể cả con quái vật nào cũng vậy. Bắn nó mặt về đây, tàu Thomas ạ. Nó biến mất. Ủa, nó vừa đuổi theo mình mà sao nó biến mất rồi ốc ơi. Không thấy nó luôn các bạn ạ. Đâu rồi ta? Chắc nó sẽ đợi mình ở đằng khác chăng? Rồi bây giờ mình tụt xuống xem có thấy nó không nhá. Ảo thế đấy. Rõ ràng là quay ngược lại là không thấy rồi nha các bạn. Rồi, đâu? Xuất hiện đâu ra đây? Ôi. Ẩn thân kỹ thuật. Tao thua mát. Không, nó gần lắm rồi ông ơi. Xuống đi, xuống. Chui xuống. Rồi. Ôi, lần đầu tiên thấy một con tàu lúc trong đường hầm. Giờ anh thử dịch chuyển đây xem đang làm gì. Ấy. Đang chờ mình. Nó chuẩn bị lao vào đường hầm này chặn mình ở chỗ đoạn này các bạn. Rồi mình tiếp tục hành trình nhá. Cho nó. Tàu Thomas à. Bắn nè. Ôi bạn ơi, cho mình bắt xe với. Bạn đi qua bạn không cho mình bắt xe về quê à? Rồi, ôi mình bắn mấy quả bóng là mình vướng chân mình không đi nữa ạ. Nó biến mất rồi nè. Nhưng tí nữa lại sổ ra đấy. Rồi, đâu xem sổ ra kiểu gì. Để anh vào kiểm tra xem thấy con tàu này không. Không có con tàu nha các bạn. Rồi xong. Em chuẩn bị nó lao ra ăn thịt mình này. Ui sợ quá. Ôi, dạ này nó nhảy phát đến chỗ bên của Thành luôn các bạn ạ. Không cần phải đi nữa luôn. Nhảy một phát vào mồm mình ăn thịt luôn. Kiểu mình không nhìn thấy gì tự nhiên mình bị chết rồi này. Ghê phết các bạn ạ. Ôi các bạn ơi, mặc dù mình vừa ăn thịt xong mình quay lại thì mình thấy cái cảnh này các bạn. Thế là nó bị mắc kẹt ở đây rồi. Mà mình không có bị chết các bạn ạ. Mình chỉ bị ảo giác thôi. Tất cả chỉ là mơ thôi. Hello anh bạn. Đây này nó đây này các bạn ơi. Đấy. Rồi hello anh bạn nha. Bắn. Cứ tưởng bị ăn thịt rồi nhưng mà không. Mình vẫn chưa bị ăn thịt. Rồi được quay lại đường hầm mới xem được không các bạn. Ôi, mình quay được lại luôn các bạn ạ. Ồ, thế mà không bị đi ra khỏi map nhỉ? Không hiểu. Không. Đấy. Xem đi ngược lại chuyện gì xảy ra nhé các bạn ơi. Wow. Ồ đấy, sớm muộn gì nó cũng sẽ cho mình ra khỏi map. Đi ra khỏi map rồi các bạn. Ôi, cứu tôi với. Đồ ăn hại. Thu mát thôi. Rồi. Ôi. Thì mày chọn nó đi này. Mắc bẫy đi. Ôi bạn ơi. Thomas nhảy từ trên cao nhảy xuống các bạn. Trông ảo thật đấy. Rồi. Ui nó khô đập phết đó các bạn. Nó biết chặn đường mình á. Nó là con tàu quái vật mà. Rồi. Anh sẽ chạy lên đây. Xem nó có bị đứng yên như mấy con quái vật khác không nhá. Ê, anh bạn, hello. Đứng đờ như con tàu ân ở. Bây giờ anh thử trèo qua bên kia xem con tàu có nhìn thấy như mấy con quái vật khác nhá. Vì nó chỉ là một con tàu thôi, không biết nó có thông minh như vậy không á. Ông ơi, em để ý xem nó có bị lật ngược cái đầu không. Ồ, không rồi, các bạn ạ. Đầu nó vẫn giữ nguyên. Nó vẫn nguyên một hình dạng, không như mấy cái con quái vật khác cứ ngửa đầu gập ra đằng sau, trông kinh thật sự. Bây giờ chạy về phía bên kia đi. Rồi, ok. Xem nó có phát hiện ra không, bởi vì nó không có nhìn mà các bạn. Rồi. Ôi. Nó vẫn biết các bạn ạ. Đấy, đang nhảy đến đây này. Nhưng mà mình đứng trên này, nó chắc nó không ăn thịt được rồi. Chú qua đây xem nó có biết không. Chỉ là một con tàu thôi, nhưng mà cực kỳ là nhiều máu và thông minh nha các bạn. Rồi, nó đâu rồi? Đi xem bên đây. Ui, giật hết cả mình.
cứ tưởng nó chui ở đây được. Nó đi đâu ấy? Nó đi vòng lên trên ấy. Nó đi qua đây đúng không? Ừ. Đây ngó ngó rồi. Ê. Đây đây. Đấy. Ý, mắc kẹt đấy rồi. Ui ui ui. Không 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 không, không mắc kẹt đâu đấy. Ui ui. Ui trông kinh quá, thôi thôi. Mình chuồn. Chuồn đi, chuồn đi. Đấy. Tên tên. Có giỏi ngươi ra đây đi, ta sẽ dâng lava lên. Đấy, nó chặn đường mình chạy luôn các bạn. Rồi dâng lava lên xem nhá. Dâng lava lên. Lava ngập hết bản làng ta. Cẩn thận đấy, nó nhảy nhanh lắm, nó nhảy vào mồm bây giờ. Nó vẫn di chuyển được. Này thì di chuyển. Ê, đứng đờ đờ xưa bạn ơi. Cẩn thận, không hy sinh. Đấy, đứng đằng sau mông nó. Ôi, nó chìm rồi ốc ơi. Ô, con này chìm nhanh nhở. Có những con khác phải lên tận mái nhà nó mới chìm các bạn ạ. Ờ, đây mình đã tới mái nhà rồi. Còn nó chìm mất tiêu rồi. Ôi chán ghê, thế là bị lava tiêu diệt rồi còn đâu. Yeah, mình đã lên nóc nhà bắt con gà. Cái gì đây? Đấy. Cái gì đây? Anh đã bị rơi lên đầu nó rồi. Ngu dốt. Bây giờ mình sẽ xóa cái nền nhà xem con tàu này nó rơi kiểu gì nha các bạn. Hãy nhanh vào, con này nhảy ra kinh khủng lắm luôn ấy. Đấy đấy. Ngươi mà đuổi ta nữa ta sẽ xóa cái nền nhà đấy. Xóa nền nhà đi. Goodbye. Xem nó còn nhảy không? Nó vẫn nhảy không ạ? Ờ, nó nhảy trong không trung các bạn. Ôi nó nhảy đi đâu kìa? Ôi bạn ơi. Ôi. Lần này á, anh sẽ đứng ở trong này anh dâng lava cao luôn các bạn. Xem nó chui ra được không? Ê, chui đi. Ê. Ôi. Ôi. Không còn đường nữa rồi. Ô. Lava đâu? Nó đi trên nóc kìa các bạn ơi. Ôi giời ơi. Ôi không. Nó càng ngày càng dâng lên. Ôi. Ôi các bạn ơi, con tàu bay lên trời rồi. Ôi bạn ơi. Ôi, cả mấy cái thùng bay lên kìa. Chỉ có mỗi mình là ở dưới thôi các bạn ạ. Hello bạn ơi, xuống đây chơi mình đi. Đây nóc nhà bắt con gà. Xuống rồi. Ôi. Bê Quỳ Thành bị nó rơi vỡ đầu. Cả con tàu rơi vào mặt mình các bạn ạ. Vĩnh biệt Bê Quỳ Thành. Bây giờ anh sẽ phóng to cái thùng này ở đây ốc ạ. Để chặn cái đường ra xem nó có rút ra được không. Phóng to lên, à nhầm, phóng to chứ phải thu nhỏ. Phóng to lên, được chưa? Được rồi đấy. Nó đâu? Không biết. Ôi. Nó đi xuyên tường rồi. Con này nó thông minh vậy. Anh vừa làm gì đấy? Không biết, tự nhiên bị rơi ra ngoài thế giới thôi. Ôi, cái thùng rơi vào mặt. Ôi, tàu ơi, cứu tàu. Tàu rơi bên dưới mày này, cứu cho bám nhờ cái. Nó cũng rơi mà bám nó làm gì. Ủa, sao tự nhiên bị rơi tọt xuống dưới map vậy các bạn? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tạo đây rất nhiều những cái con tàu Thomas nha các bạn. Thomas sẽ có bạn, không còn cô đơn nữa. Ôi dồi ôi, các bạn ơi, Bê Quỳ Thành chôn cái tàu này rồi. Sao anh lại chổng đầu nó xuống như thế? Anh cắm đầu nó xuống chứ phải chổng đầu nó xuống đâu. Chổng đi cho lên. Nó lên. Ôi dồi, con tàu thì cắm vào xuống đất. Tí thì ngất. Rồi ok, kệ nó đi. Con tàu này sắp bị lật rồi. Đấy. Con tàu thứ hai, ui ôi, cũng bị lật luôn các bạn. Anh sẽ tạo ra một dãy những con tàu cắm đầu xuống đất, cho trên đất luôn. Rất nhiều những con tàu. Bây giờ anh sẽ thử phóng to thu nhỏ con này xem được không nhá ông nhá. Hãy cho nó bé bằng con kiến cho em. Ok. Bé bằng con kiến. Đây, bé này thôi ốc ạ. Bé nữa anh sợ xóa cả nền nhà mất. Thế bây giờ cho nó to như con khủng long cho em. Ok, cho con bên này to như con khủng long nhá. Xem ốc xem nhá. Wow. To chưa ốc? Chưa to. Em xem mấy video trước anh làm những con quái vật còn to ra cả ngoài map cơ mà. Từ từ để anh chui ra đầu này đã. Không tí là anh không có đường ra đâu. Ừ. Rồi, to lên. Siêu to. Để cho ốc thấy á, những cái con quái vật khổng lồ trong Poppy Playtime trông nó kinh dị nào. Ốc chắc chưa biết đâu đúng không? Thì tại vì lúc làm video những cái lúc có con khổng lồ thì em ngủ mà. Đấy các bạn. Ốc toàn ngủ thôi có xem đâu. Wow, nó đang chạm chân nhà rồi Bê Quý Thành á. Rồi,
À bạn ơi, các bạn nhìn cái bánh xe của nó xem. Ui. To chưa, to chưa, uy tín chưa? Nhưng mà nó có thể to nữa này đâu. Đó, to nữa, nhưng mà cái máy tính của anh mà to nữa là nó xin vĩnh biệt cả cái máy tính của anh á. Cháy 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 nó nổ đoàn một phát thì thôi xong. Không sao, anh cho to nữa lên, em sẽ tài trợ cho anh bộ máy tính mới. Thôi thôi, em đừng có mà bốc phét. Đây, anh cho em xem cái mặt của nó đây này. Đói. Ủa, mặt nó bị cái đường ống xuyên qua các bạn ơi, sợ thật sự luôn ấy. Rồi, bây giờ anh sẽ cho to thêm tí nữa nha. Đúng, to nữa lên, to nữa lên. Ôi, to nữa được thật đấy các bạn ơi. Ui, ui. Anh bị thành những cái gì chả làm được. Em cứ không tin anh sẽ cho nó to thật là to như chùm nho. À, chùm nho chưa đủ to. To, to nhất quả đất luôn. Đâu, 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 lùi xa ra em xem nào, to thế. Thấy gì chưa, thấy gì chưa? Ôi, các bạn ơi, nó trôi hẳn ra ngoài map kìa, to nguyên bằng cái map rồi. Ôi, không cho to nữa đâu nhá ông nhá, cho to nữa sợ lag lắm. Đấy, các bạn thấy nó to chưa? Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại đấy các bạn. Đây. To như thế này á, để xem con nhân vật chính á, có thể đi ra được không? Nhìn okay. Cái bánh xe chết cửa rồi kìa. Ok, cái bánh xe chết hết cả cửa rồi các bạn. Rồi, ok, để anh đi vào trong xem nào. Xuất hiện đi. Tàu Thomas đâu? Tàu Thomas đâu? Tàu Thomas đâu? Ủa, cái con tàu Thomas đâu rồi? Tàu Thomas à, tàu Thomas Rio. Trời ơi. Ủa, alo. Nó mất hút được các bạn ạ. À. Không thấy nó đi ra nữa luôn. Thử đi vào lại lần nữa xem nào. Các bạn ơi, nó không ra gặp đồng loại rồi các bạn ạ. À. Nó mất hút rồi. Mình cũng không đi vào được trong này luôn. Để thử bay vào trong nhá. Ui, cũng không bay được vào trong luôn các bạn ạ. À. Ui. Thôi, vĩnh biệt, vĩnh biệt. Ui, không vào luôn các bạn ạ. À. Rồi, xong. Thế là khi mà cái con tàu ấy to quá, cái con tàu ở bên trong không ra được luôn các bạn. Ai, trời ơi. Rồi, lại nhá. Đây là một con tàu bé xinh xinh. Đây là một con tàu siêu to khổng lồ bị lật cả bánh lên. Ui, nhìn như kiểu không có gì đây, bị rỗng ốc ạ. Nó là quái vật mà. Bản thân con tàu ấy đâu phải sinh ra để chở khách đâu các bạn. À, để ăn thịt người à? Đúng. Ui, điều ở trong hoạt hình nó là nó cutie for my que. Còn ở trong video kinh dị nó mới là quái vật thôi. Đâu, thế cho con nhân vật chính ra đi. Ok, con dê nha. Một đoàn tàu nhỏ tí xíu. Ui dồi ôi. Người đi đâu là chú lai tàu. Còn các em nối đuôi nhau thành đoàn tàu. Nhưng mà đây là người đi đầu, không phải chú lái tàu cả. Là một cái con tàu ma luôn ấy. Nó tự điều khiển nó luôn, có ai lái đâu. Náu đằng sau con tàu to đi. Không, anh sẽ chạy thoát khỏi nó. Lần này anh sẽ bị nó ăn thịt thôi. Còn lâu đi. Ý, bye bye anh bạn. Đoàn tàu à. Ý. Cẩn thận đấy, nó nhảy một phát vào mặt bây giờ. Cẩn thận các bạn. Không là nhảy một phát vào mồm mà xin vĩnh biệt anh Bình Quy Thành ấy. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Đoạn này là đoạn kinh dị nhất khi mà bị đoàn tàu truy đuổi. Ấy, các bạn thấy chưa? Đấy, rồi. Chuẩn bị gặp lại nó này. Ấy. Ui, nó đi nhanh lắm. Đoàn tàu khác phóng vù vù các bạn ạ. Cảnh sát đây, cảnh sát giao thông đây. Bạn đi quá tốc độ cho phép anh nhá. Cảnh sát đây. Trời ơi. Nó cũng không sợ cảnh sát đâu các bạn ạ. Tất nhiên rồi, nó còn ăn luôn cả cảnh sát ấy. Thôi bạn ơi. Chạy đi. Ui, nó có súng ấy nha. Ôi, trời ơi, nó đi nhanh lắm ốc ạ. Ui, nhìn nó đi trong đường hầm kinh nhờ các bạn nhờ. Mặc dù mặt nó lúc nào cũng tươi cười nhưng mà mặt nó hơi ghê vì lúc nào cũng chỉ cười thôi. Hết hồn con sồn, tí nữa thì đứng ở đây bị chết ạ. Đi. Đi nha. Ê, quả này ta sẽ tiêu diệt nhà ngươi. Con tàu Thomas rốt nát. Đây, nó sắp đuổi được mình đây này. Gần mồm luôn rồi. Ôi, tránh xa ra, tránh xa ra. Kéo, rơi xuống tàu Thomas này. Ui, nó rơi trong một cười lơ lửng luôn. Lắc. Nhịp điệu cha cha cha. Ui, xì lâu, tàu lắc. Buồn cười nhỉ các bạn nhỉ. Rồi xem nào. Ui, rơi như thế mà chả bị làm sao các bạn ạ. Game nhái rồi. Cứ như là không, em nghĩ nó phải tung hết các bộ phận ra mới đúng chứ. Nó phải hỏng một tí nào chứ, đây nó không bị hỏng một tí nào các bạn. Đây, còn nguyên luôn. Không, chả bị làm sao luôn. Hello. Wow. Trông hơi kinh dị đấy.
Các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay mình đã làm đoàn tàu Thomas xuất hiện trong Poppy Playtime và đã tiêu diệt được nó rồi. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh để mình có động lực làm thật nhiều video mới hơn. Bình luận ý tưởng ở phía dưới, ai được nhiều like nhất mình sẽ làm. Còn bây giờ bye bye. Bye bye. Các bạn ơi, mình mới làm một cái kênh TikTok chơi vui vui. Các bạn nhớ qua đó follow ủng hộ mình nhé. Các bạn có thể tìm trên TikTok với từ khóa 96 thành BQ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Em cảm ơn anh ạ. Ôi dồi ôi, anh ơi.